Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cánh đầy rất dài cơn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tung dinh dinh tung 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 dinh dinh, đầy ánh sao vui chiếu xa non ngàn. Tung dinh 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 tung dinh dinh, ánh sao bác hồ tỏa sáng nơi nơi. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tím tím, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cánh đầy rất dài cơn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tung dinh dinh tung 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 dinh dinh, đầy ánh sao vui chiếu xa non ngàn. Tung dinh 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 tung dinh dinh, ánh sao bác hồ tỏa sáng nơi nơi.
ông sao trên cao đi trước, em phi con sẽ tăng tiếp bước, chú thỏ vàng trên bờ dịu dàng chim ca một hàng. Tung 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 các tung các tung, tung 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 các tung các tung, em rước đèn trung thu, rước đèn trung thu, chúng em vui đùa hát ca, trăng rằm soi bóng, gió mưa xin đừng gây thầm. Đèn ông sao trên cao đi trước, em phi con sẽ tăng tiếp bước, chú thỏ vàng trên bờ dịu dàng chim ca một hàng. Chúng em vui đùa hát ca.
Sao băng
Để buổi lễ được diễn ra long trọng, giờ này chúng con ban tổ chức chương trình xin cung nghinh quý chư tôn đức giáo phẩm, quý đại biểu quang lâm chứng minh cho buổi chương trình. Xin mời các bà các em tình nguyện viên và các bạn thiếu nhi chắp tay cung nghinh quý chư tôn đức quang lâm chứng minh cho buổi chương trình trung thu ngày hôm nay. Xin mời quý chư tôn đức, quý tăng ni và các quý đại biểu ngồi mình an tọa. Xin mời tất cả các em thiếu nhi ổn định chỗ ngồi một cách trật tự để được chương trình diễn ra tốt đẹp. Xin tất cả các bạn tình nguyện viên ổn định các bé thiếu nhi ngồi xuống ổn định chỗ ngồi để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.
Các em thiếu nhi ơi, chúng ta trật tự một xíu nha. Để chương trình được diễn ra xong chúng ta sẽ đi rước đèn. Đêm nay là đêm hoành tráng nhất của chúng ta luôn, nên chúng ta trật tự một xíu nha. Các bé ơi, nhỏ quá nè các bé ơi. Các bé biết ai đây không? Với ai đây ạ? À? Bây giờ chú Cuội với chị Hằng bảo các bé một điều được không? Rồi các bé có thể trật tự để chương trình được bắt đầu được không ạ? À? Nhỏ quá này được không ạ? À? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Kính thưa Bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử và các em thiếu nhi thân mến. Rằm tháng 8 hàng năm, trẻ em lại háo hức đón chờ một ngày Tết đặc biệt, Tết Trung Thu. Và hẳn chúng ta, những người cũng không thể quên được những ký ức tuổi thơ với đêm trăng rước đèn lung linh khắp xóm, những tiếng trống rùng rinh vang dội của những điệu múa lân, múa rồng, điệu đồng ca của cả đám con nít rồng rắn và một mâm cỗ lớn với đầy những bánh trái, đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo. Với mong muốn tổ chức cho một chương trình Trung Thu đầm ấm, ý nghĩa cho các em thiếu nhi tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, được sự chỉ đạo của Ban Từ Thiện Xã Hội Trung ương, Phân Ban Từ Thiện Đối Ngoại Quốc Tế, được sự thống nhất của Hòa Thượng chủ trì Chùa Phước Hội về việc tổ chức chương trình Ánh Trăng Soi Sáng Chùa Quê năm 2020. Chúng con long trọng tổ chức lễ hội Trung Thu trong niềm vui hân hoan và đón chờ của các em thiếu nhi tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và đó cũng là lý do chính của buổi chương trình hôm nay. Quang lâm chứng minh đại lễ sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu về phía chư tôn đức tăng ni chứng minh. Chúng con xin được giới thiệu Hòa Thượng Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo huyện Cái Bè, chủ trì chùa Phước Hội, Trưởng Ban Tổ chức đạo hiệu Thích Quảng Thiện. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thạc sĩ, Ủy viên Thường trực Phân Ban Từ Thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Tổ chức đạo hiệu Thích Đức Lộc. Chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thạc sĩ, Ủy viên Thường trực Phân Ban Từ Thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Đức Dũng. Về phía lãnh đạo chính quyền, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh quý báu của quý tôn đức tăng ni đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp, trước hết chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội. Chúng tôi xin giới thiệu chung cùng với sự có mặt của 50 bạn tình nguyện viên chương trình và đặc biệt là sự có mặt hơn của các em thiếu nhi trong chương trình ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chương trình lễ hội Trung Thu Ánh Trăng Soi Sáng Chùa Quê năm 2020 được chính thức diễn ra, sau đây chúng con xin kính mời Đại Đức Thích Đức Lộc tiến lên sân khấu đọc diễn văn khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trụ trì, kính bái bạch quý chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa chư vị lãnh đạo chính quyền địa phương và kính đến toàn thể bà con nhân dân
ở nơi địa phương, và đặc biệt nhất là thầy xin được gửi lời chào và chúc an lành và nhiều nụ cười nhất đến tất cả các em trong buổi chiều hôm nay. Bạch quý chư tôn đức, hôm nay nơi đạo tràng chùa Phước Hội, chúng con được sự chỉ dẫn của đại đức trưởng ban phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc ban từ thiện xã hội trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, và được sự trợ duyên của ni sư Thích Nữ Như Diệu, trụ trì chùa Từ Hạnh, quỹ viên thường trực phân ban từ thiện, phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế, đã trợ duyên những cái phần quà để thân tặng đến cho tất cả các em trong lễ hội Trung Thu tại đạo tràng chùa Phước Hội nơi đây. Kính bái bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mỗi khi mùa Trung Thu lại trở về là nổi lên tất cả những ân tình nghĩa cảm mà các em nôn nao để làm sao đón được một cái mùa Trung Thu tràn đầy ý nghĩa. Bởi vì Trung Thu là nói đến ánh trăng soi sáng đến tất cả mọi nơi, mà cũng là cái ngày mà để cho tất cả chúng ta đoàn viên sum họp. Nơi đạo tràng chùa Phước Hội này đã được 3 lần tổ chức lễ hội Trung Thu, cho các em về đây có được cái sân chơi lành mạnh, có những cái phần quà bánh Trung Thu cũng như lồng đèn Trung Thu, và đồng thời cũng chia sẻ tình thương này đến cho tất cả các em, gieo duyên với chư Phật. Các em ơi, nhỏ quá, các em ơi, các em à, các em có vui không? Bây giờ các em chắp tay lên giống như thầy coi. Bây giờ thầy niệm 3 lần niệm Phật, các em niệm theo nha, được không? Bạn nào mà niệm nhỏ là bạn đó không có quà. Bây giờ thầy niệm trước, xong rồi các em mới niệm sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên nè. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin một tràng pháo tay cảm ơn tất cả các em. Và lễ hội Trung Thu tối hôm nay xin được bắt đầu, và chúng con cũng xin được kính chúc Hòa Thượng quý chư tôn đức được nhiều sức khỏe, và kính chúc chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp đầy đủ năng lượng an lành để lèo lái cũng như hướng dẫn cho bà con, cho làng xã mỗi ngày đều được phát triển tốt đẹp, và chúc cho tất cả các em tối hôm nay hưởng trọn một mùa Trung Thu tràn đầy niềm vui và rạng rỡ những tiếng cười. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bé ơi, hồi nãy thầy có bảo là chúng ta sẽ có những tiết mục gì nhờ? Các bé có mong chờ tiết mục ảo thuật không? Nhỏ quá, có mong chờ không? Rồi, và bây giờ là tiết mục đặc biệt mà các bạn thiếu nhi trong chương trình mong chờ nhất. Xin mời tiết mục ảo thuật của ảo thuật gia Hoàng Hậu. Xin mời các bạn dành cho anh ảo thuật gia một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời nói đầu tiên, Ngõ xin chào Hoàng Hào, xin kính chào quý thầy cô, các cô chú anh chị, các vị học sinh ở đây ạ. Các bạn học sinh ơi, các bạn chơi chưa đã sao mà nghe nhỏ như vậy? Các bạn học sinh ơi, đã quá. Các bạn có muốn xem ảo thuật nữa không ạ? Bạn nào muốn la lớn lên nè. Tôi kêu la, tôi cứ giơ tay đâu. 2, 3, la. Rồi, bây giờ anh mời hai bạn Thanh Mai Trúc Mã lên diễn cùng với anh trò ảo thuật này ạ. Hai bạn nào tự nhận mình là Thanh Mai Trúc Mã ạ? Có được cho chú Cụ với chị Hằng chơi không ạ? Chú Cụ với chị Hằng hết mã rồi. Cho hai phần quà anh Biển ơi. Hai phần quà. Rồi, từ từ. Rồi, mời hai bạn nha. Rồi, mời bạn áo vàng. Rồi, một bạn nữ nữa ạ. Một bạn nữ. Rồi, mời bạn áo trắng lên luôn. Lên đấy, đâu đứng ở đó, sao ai thấy? Rồi, một bạn nam, một bạn nữ chia ra. Rồi, bây giờ trước tiên là tới phần giới thiệu ha. Anh tên là Hào, em tên là gì? Em tên Minh Thư. Cái gì Minh Thư? Đỗ Ngọc Minh Thư. Đỗ Ngọc Minh Thư. Cho Đỗ Ngọc Minh Thư một tràng pháo tay ạ. Rồi, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 13. 13 là học lớp mấy? Lớp 7. Năm rồi học giỏi không? À, học sinh tiên tiến. À, tiên tiến thôi. Rồi, rồi tiếp tục tới em tên gì? Rồi, em bao nhiêu tuổi? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Làm gì cười? Rồi, anh hỏi lại nha. Em tên gì? Nguyễn Minh Quy. Cái gì? Nguyễn Minh Quy. Cái gì? Nguyễn Minh Quy. Nguyễn Lệ Quyên hả? Hả? Nguyễn Minh Quy. À, Nguyễn Minh Huy. Rồi, Huy năm nay nhiêu tuổi? 12. 12 tuổi. 12 tuổi có gia đình chưa? Dạ, à, rồi. Trời ơi, 12 tuổi có gia đình rồi. Thôi rồi. Rồi, thì xin anh Hoàng Hào xin cảm ơn hai em đã đến lên cùng diễn với anh ha. Trước tiên anh Hoàng Hào sẽ cho em hai phần quà. Một vật á, là hiện vật. Một vật là tiền vật. Em thích cái nào nhất? Hiện vật. Hiện vật, có hiện vật cho em luôn. Rồi, một phần quà. Em thích cái nào? Hiện giờ. Tiền với lại hiện vật thích gì? Thích hiện giờ. Thích hiện giờ, có luôn phần hiện giờ. Hai bạn không, bạn nào thích tiền hả? Để hỏi bạn Nam lại coi. Bạn Nam thích tiền không? Dạ. Đó, vậy mới được nha. Rồi, thích tiền, anh cho tiền. Anh nhiều tiền lắm. Rồi, anh cho nguyên sắp tiền luôn nè. Đếm lại đi, được mấy triệu? Mấy triệu rồi? Dạ, đếm. Đang đếm đó hả? Ờ. Rồi bây giờ nè, chia ra cho bạn, bạn 5 triệu. Chia ra, chia đôi ra. Rồi, đếm đều không? Rồi, bạn nào nhiều là tí bạn đó xui đó. Rồi bây giờ nè, em thấy cái này giống cái gì? Cái gỗ. Cái gỗ, cái rổ nha. Rồi, thấy cái này giống cái gì? Cái vợt. Cái vợt, rồi, cái này là cái túi. Ok. Rồi, bây giờ nè, hai bạn bỏ tiền vô túi nha. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ cho đẹp đẹp. À, cái này nó có phẹt xong tia. À, lượm lên, lượm tiền lên. Rồi, nhìn vô kỹ vô đây nè. Ở đây là cái gì? Cái gì? Ở trong cái vợt có cái gì? Giấy. Giấy đúng không? Rồi, ở trong đây có cái gì? Giấy. Giấy đúng chưa? Rồi bây giờ nè, em đưa tay phải lên. Tay phải cầm quà. Tay phải cầm quà, tay phải là tay nào? Học lớp mấy rồi? Lớp 7. Học lớp 7 mà lớn hỏi tay phải tay nào? À, tay phải, hay quá. Rồi, bây giờ nè, đưa tay phải lên cao. Rồi, nhắm mắt lại. Thổi mạnh cái. Trời ơi, thổi muốn chết còn gì. Rồi, bây giờ nè, nhìn cho kỹ cái này là cái gì? Giấy.
Rồi, thổi lời cái nữa nè, đưa cái tay vô bóc một tờ, đưa cái tay vô túi nha. Nhắm mắt lại. Rồi, bóc một tờ thôi nha, một tờ thôi. Đó. Bao nhiêu? 20. Quá đã luôn. Thích không? Nhìn kỹ là cái gì nè? Giấy. Giấy đúng không? Rồi, đưa tay phải lên. Rồi, nhắm mắt lại. Tay kia tầm tiền đi. Tầm tiền bên kia đấy. Ừ. Rồi, thổi mạnh nha. Rồi, bóc một tờ thôi, một tờ. Bao nhiêu? 5.000. Quá đã luôn. Thích không? Dạ thích. Thích đúng không? Rồi, bây giờ thích anh cho nhìn kỹ nè, cái này cái gì? Tiền. Cái gì? Tiền nha. Rồi, nhắm mắt lại, đưa tay phải lên cao. Tay kia cầm quà. Tay cầm quà bên kia. Rồi. Nè, nhắm mắt lại, thổi mạnh cái nha. Rồi. Rồi, bóc một tờ thôi, một tờ không được nhìn nha, nhìn là nó xui lắm. Bây giờ nhìn kỹ là cái này gì? Nhìn cho kỹ nha, xạo là không được đó. Cái gì? Nó lớn lên. Tiền. Phải tiền không? Tiền nó bóc ra tờ 500 ngàn cho bà con cô bác ở đây coi coi. Thổi vô. Rồi, bóc tờ tiền, một tờ 500. Sao kỳ vậy? Hồi nãy anh thấy gì? Tiền bóc ra cái gì? Giấy. Mắt có bị so le không? Nè. Về nhà mượn kiến ông già vợ mang vô nha. Rồi, bây giờ bạn này thấy gì nè? Giấy. Rồi, đưa tay phải lên cao. Rồi, thổi mạnh cái. Nhìn bạn mà học hỏi nè. Rồi, bóc tờ. Một tờ thôi, một tờ. Bao nhiêu? 20. Quá đã luôn, làm cái nữa nè. Rồi, bóc ra một tờ. Bao nhiêu? 10.000. Bao nhiêu? 20. Quá đã luôn, làm lại nè. Rồi, bây giờ làm lại. Chưa, từ. Trời ơi, bây giờ nè, làm liên tục nha. Rồi, thổi phải đúng cách giống như bạn nữ nè. Rồi, lấy. Bao nhiêu? Làm nữa. Rồi. Ông biết tại sao ông bóc ra giấy hoài không? Dạ. Biết sao không? Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ hai người đổi vị trí cho nhau đi. Đổi cho nó hợp phong thủy đi. Rồi, hồi nãy em nói em tên gì? Lệ Quyên đúng không? Khánh Huy. À, Khánh Huy. Rồi, một tràng pháo tay cho bạn Khánh Huy. Nếu như bạn Khánh Huy bóc ra 500 ngàn à. Rồi, cổ vũ mạnh lên đó bạn ơi. Làm gì đúng vậy? Bỏ quà xuống đất đi. Cầm tiền trên tay. Rồi. Thổi mạnh nè, làm giống bạn nè. Rồi, bao nhiêu? Ta thổi có 1 cái thôi, ông thổi tới 2 cái sao ra tiền được. Làm lại nha. Rồi. Được. Nè, nhìn bạn mà học hỏi nè. Bao nhiêu? 20. Quá đã luôn. Bây giờ anh thấy như vậy không có công bằng. Một bạn á thì có nhiều, một bạn á thì không có. Thôi thì bây giờ á, hai đứa bỏ tiền vô túi, mình chơi lại từ đầu ha. Bỏ tiền vô túi đi. Nè, túi này nè, đừng bỏ túi bà nha. Rồi. Rồi, bây giờ anh cho hai em nhìn kỹ là lần nữa cái này cái gì? Tiền. Cái này cái gì? Tiền. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3. Ai chậm, nhanh tay thì lấy nhiều, chậm tay thì lấy ít. Chịu không? Rồi, bỏ quà xuống đất đi cho công bằng. Rồi, bây giờ anh bắt đầu đếm nha. 1. 2. 2.5 nè. Rồi, từ, làm lại nha. 1. 2. 3. Từ. Mấy bạn này có vẻ phòng thủ quá. Giờ anh đếm lại nè, nghiêm túc nha. Nè, nhìn cho kỹ cái gì nè. Cái gì? Cái gì? Tiền. Tiền đúng không? Đếm 1, 2, 3 nha. Cạn đếm cùng anh nha. 1, 2, 3. Vô. Nè, không bóc hả? Trời ơi, tiền quá trời luôn không bóc. Rồi, làm lại. Bỏ vô làm lại. Bà này bà không bóc. Làm lại nha. 1, 2, 3. Không.
Vô. Bóc nhiều vô. Đứa miếng đi. Rồi. Đứa được 2 triệu rồi đó. Rồi. Hai đứa cầm quà lên đi. Rồi. Tiết mục ảo thuật gia Hoàng Hào đến đây là hết. Xin cảm ơn ạ. Các bạn có thấy anh Hoàng Hào diễn hay không ạ? Hay cho chàng vỗ tay thật lớn nào. Nhỏ quá. Lớn lên nữa đi. Wow, rất lớn. Các em có muốn coi lại tiết mục ảo thuật nữa không? Vậy bây giờ muốn tiết mục gì? Hát không? Hả? Hát mà, không phải ảo thuật. Hát. Hả? Anh muốn không có được. Wow, và bây giờ để thay đổi chương trình, đó là tiết mục Giấc mơ đêm rằm do hai bé Song Hân thực hiện. Cho hai bé một tràng vỗ tay thật lớn đi các em.
bạn vừa rồi hát có hay không ạ? Hay thì sao nè? Rồi, chúng ta được thưởng thức ảo thuật rồi, được nghe hát rồi, bây giờ còn thiếu cái gì nè? Có thích coi múa không? Nhỏ quá, có thích coi múa không vậy? Rồi, tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tiết mục múa mashup 2 phút hơn, và hôm nay là thứ bảy, đến từ các bạn lớp 72. Xin một tràng hóa tay thật lớn cho các bạn nào. Em đã run run nhưng anh thì đã rất đi. Anh mà không để em khi mà anh không hết ly. Uống thêm ly để mình chẳng mấy khi vui. Nóng thêm đã trái vì anh em chờ mấy khi gặp lại. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh ngốc anh say rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh ngốc sao yêu em rồi. Hôm nay là thứ bảy, chúng ta đi thật đi vào ba. Còn nhạc lên là em nhảy, em selfie selfie với ta. Mỗi hôm qua còn đang trên phường, mà em mà anh thấy thương. Mà hôm nay anh đặt em quay, gọi anh ra đây kêu thêm một bộ. Lắc em quay, quay em bay, cho tôi về. Lắc yêu em mà lại đừng nói thì cho em tự đùa. Chắc anh em lại bay, đủ thế thì anh cũng không. Và anh biết em gì nguyên tình, nhưng không yêu thì anh cũng không, 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 không. Em ơi, đồ không sexy lên em ơi, đồ không sexy lên em ơi, đồ không sexy lên em ơi, đồ không đem đồ không em gái bay 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 bay. Các bạn ơi, tiết mục vừa rồi nhảy có sung không ạ? Có sung không? Sung đúng không? Bây giờ coi múa tiếp không? Coi múa tiếp đúng không? Rồi, các bạn biết bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe không? Có muốn coi múa bài Để Mị Nói Cho Mà Nghe không? Rồi bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón tiếp tiết mục múa Để Mị Nói Cho Mà Nghe đến từ lớp 73. Xin mời tất cả các bé ạ. Thương cho gió mẹ, tôi thì mặc phần đời mình.
Các bạn có thấy vui chưa? Có nóng lên chưa? Chưa nóng chưa? Chưa đúng không? Đến tiết mục Dòng Máu Lạc Hồng của Tam Ca lớp 91. Các bạn ơi, các bạn có muốn coi tiếp không? Muốn thì bây giờ mình ổn định trật tự, các bạn ngồi xuống để các bạn đằng sau xem tiếp nè. Rồi bây giờ, rồi sau đây là vỗ tay một cái lớn thật lớn cho các bạn ra nữa đúng không ạ?
dành cho các bạn thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Xin cảm ơn tất cả các bạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để có được chương trình ngày hôm nay là sự chỉ đạo sâu sát của Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự nỗ lực vận động kinh phí, sự cố gắng trong công tác chuẩn bị và tổ chức của Chư Tôn Đức Chùa Phước Hội và các bạn tình nguyện viên. Sau đây, xin cung thỉnh Hòa Thượng, trưởng Ban Tổ chức Thích Quảng Thiện lên sân khấu có đôi lời phát biểu đối với chúng con. Xin kính trọng kính mời Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng đại chứng minh, kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội. Ông Trần Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội. Kính thưa toàn thể quý ông bà, cô bác và các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay các em có vui không nè? Có hạnh phúc không? Rồi, hạnh phúc rồi, im lặng đi để sư ông nói chuyện cho con nghe nè. Hôm nay hội đủ duyên lành tại đạo tràng chùa Phước Hội chúng ta cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương cùng kết hợp với đạo tràng chùa Phước Hội, chúng ông trọng tổ chức lễ Trung Thu cho tất cả các em thiếu nhi về đây. Trước hết, chúng tôi thay lời ban tổ chức xin kính chúc toàn thể quý vị một mùa Trung Thu tròn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Trung Thu tức là rằm tháng 8 mà hàng năm tất cả các cháu trong nước đều hân hoan mừng đón để chúng ta tưởng nhớ lại một thời gian trôi qua và sắp đến ngày để chúng ta thọ nhận một tuổi thọ nữa. Do vậy mà tất cả các cháu được vui vẻ và mừng Trung Thu và được sung sướng, đó là điều hạnh phúc nhất của ban tổ chức của chúng tôi. Và chúng tôi xin chúc toàn thể các em, các cháu cũng như tất cả các anh chị em, bà con, cô bác về tham dự lễ mừng Trung Thu hôm nay. Và chúc tất cả các vị được vui vẻ và mừng Trung Thu trong đêm rằm hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn lời đạo từ của sư ông chùa Phước Hội. Các em ơi, các em có muốn văn nghệ nữa không? Và tiết mục này rất là đặc biệt, được tuyển từ nước ngoài về nha. Đó chính là... Quên kịch bản luôn. Đó chính là tiết mục Múa Cụi Khờ của lớp 91. Một tràng vỗ tay thật lớn à. Xong tiết mục này, chúng ta còn tiết mục rất đặc biệt hơn nữa. Thank you.
một hôm trăng ở trên cao, bóng mây là đà chiếu soi mặt hồ. Trời thu giấc ngủ chiêm bao, hoa thân chùa buổi yêu dâm hoang ngao. Cuộc đời này đôi khi thế chán nên muốn được thanh tiên mới khóc mây trên trời. Không còn là ngày mây ra sao đến ngày dòng chơi ta ở trên cao. Ai 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 mấy đứa nhở? Cái gì à? Không nghe. Đúng rồi, còn thiếu múa lân giờ, muốn coi múa lân không? Muốn coi múa lân thì sao? Vỗ tay lớn lên. Nhỏ quá, mấy chú lân chưa có ra. Được, 2, 3, vỗ tay. Rồi sau đây xin được mời đoàn lân sư rồng Hương Phong. Xin được mời các anh ra biểu diễn tiết mục múa lân dành cho các bé được không ạ? Vỗ tay đi nào.
ơi, múa lân có đá không? Bây giờ có muốn xem tiếp những chương trình đặc sắc tiếp theo không? Rồi, để tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo thì chị mời các bé ngồi xuống ổn định trật tự để chúng ta tiếp tục chương trình được không nào? Rồi, bây giờ chị Hằng xin mời các bé ngồi xuống, chúng ta ổn định trật tự được chương trình được tiếp tục được không ạ? Các bé ơi! Các bé ơi! Chúng ta trật tự được không? Rồi, bây giờ chúng ta trật tự nhá. Để tổ chức chương trình hôm nay, Chùa Phước Hội xin ghi nhận sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị và tổ chức của ban tổ chức chương trình, cũng như các tình nguyện viên. Chùa Phước Hội xin tuyên dương các Phật tử, tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. Thứ nhất, bạn Huỳnh Văn Trần Sang, pháp danh Thiện Thanh. Thứ hai, bạn Nguyễn Tuấn Minh, pháp danh An Nam. Thứ ba, bạn Trịnh Thanh Tiến, pháp danh Tịnh Tiến. Thứ tư, bạn Phong Hồng Duyên, pháp danh Liên Duyên. Thứ năm, bạn Trần Thị Thảo Vi, pháp danh Phước Cần. Thứ sáu, bạn Lê Hoàng Phúc, pháp danh Minh Huệ. Xin mời các bạn được tuyên dương bước lên sân khấu ạ. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Thiện. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Đức Lộc tiến lên sân khấu trao tuyên dương công đức cho các cá nhân. Chúng con xin mời Thầy. Cảm ơn các anh chị, xin cảm ơn Thầy ạ. Rồi, hồi nãy có bé nào chơi chương trình Hoa Trạng Nguyên không nhỉ? Chơi vui không? Mà hồi nãy đã được phát quà chưa nhỉ? Bây giờ được phát quà đúng không? Rồi. Sau đây, ban tổ chức xin mời các bé sau bước lên sân khấu để nhận giải. Bé đầu tiên, Võ Trần Lan Anh. Xin mời bé bước lên sân khấu. Bé thứ hai, Lê Kiều Vi. Các em thiếu nhi ngồi xuống nè, còn chương trình phía sau rất rất nhiều. Là các em ngồi xuống nha. Rồi, để tiếp tục được diễn ra suôn sẻ thì chị mời các bé ngồi xuống ổn định trật tự được không ạ? Chúng ta còn rất nhiều chương trình phía sau rất là đặc sắc nữa. Anh xin mời bé Nguyễn Đặng Gia Uy.
Bé Nguyễn Đặng Gia Huy này là quán quân cuộc thi Hoa Trạng Nguyên đó nha. Bé Hoa Huy đâu rồi? Rồi mời bé bước lên đây. Bước lên đây. Lòng mời bé tiếp theo là bé Phạm Thị Quế Trân. Đứng đây. Xin mời bé Phạm Thị Quế Trân. Rồi, tiếp theo xin mời bé Lê Kiều Vi. Và bé cuối cùng Võ Trần Lan Anh. Chúng con xin mời thầy Đại Đức Đích Đức Dũng lên trao quà cho các em của cô chương trình cuộc thi Hoa Trạng Nguyên hôm nay ạ. Trân trọng kính mời thầy. Chúng ta hãy dành cho bạn một tràng pháo tay đúng không ạ? Cho một nhạc quá lại đặt lớn ra đồng nhiên thấy không? Xin chúc mừng bé Nguyễn Đặng Gia Huy đã giành giải nhất của cuộc thi Hoa Trạng Nguyên. Xin cảm ơn các bạn và xin cảm ơn thầy. Như lúc nãy anh đã hứa là những bé nào tham gia chương trình Hoa Trạng Nguyên đều có quà. Thì bây giờ anh xin mời lúc nãy 20 bé. Thì ở đây là có là 5 bạn, 4 bạn rồi. 16 bạn lúc nãy lên thi đâu ạ? Lên sẽ nhận được quà. Mời các em lên sân khấu. Xin mời tất cả các bạn đã đăng ký tham gia chương trình Hoa Trạng Nguyên. Chúng ta vui lòng bước lên sân khấu để nhận những món quà từ ban tổ chức của chương trình ạ. Chị xin mời các bé đã đăng ký tham gia chương trình Hoa Trạng Nguyên. Chúng ta bước lên sân khấu để nhận những món quà từ ban tổ chức của chương trình. Đây, để anh sắp xếp lại cái nha. Rồi, bé này đứng đây. Anh đứng đây. Đứng vòng cung nha. Rồi, đứng vòng cung. Lùi. Rồi. Bé lên đây, đứng đây. Chúng con xin mời Đại Đức Thích Phước Quang lên trao quà cho các em nhỏ ạ. Mình cho mọi bạn mình một tràng pháo tay thật lớn, thật dài đi các bạn. Đây là những cái phần quà rất là dễ thương, rất là xinh xắn, nhỏ nhỏ xinh xinh của các bạn mình đã đăng ký chơi thi Hoa Trạng Nguyên lúc chiều. Và giờ này các bạn mình sẽ đón nhận những phần quà của ban tổ chức gửi cho các bạn trong đêm Trung Thu và lễ hội Trung Thu với chủ đề Ánh Trăng Soi Sáng Chùa Quê được tổ chức tại Chùa Phước Hội tối hôm nay. Và tối hôm nay còn rất là nhiều những cái tiết mục cực kỳ hấp dẫn, cho nên các bạn chúng ta có thể tham gia cho đến cuối chương trình. Còn rất là nhiều những cái phần quà, thầy đã đem về một cái xe gấu luôn cho các bạn của mình chúng ta. Cho một tràng pháo tay nữa à. Con xin chia thầy Đức Phước Quang lại cho bà các bạn. Xin mời tất cả các em thiếu nhi về chỗ đi ạ. À. Và sau đây là tiết mục không thể thiếu của ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình ngày hôm nay được diễn ra thuận lợi và thành công, không thể nào nói đến sự quan tâm sâu sát của chính quyền xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau đây xin kính mời ông Võ Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hội tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa thầy Hòa Thượng Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hoằng Pháp tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Kính thưa Đại Đức Thích Đức Lộc. Kính thưa quý thầy, quý sư cô ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được sự trợ duyên của thầy Thích Đức Lập tổ chức lễ Trung Thu cho thiếu nhi ở xã Mỹ Hội. Lời nói đầu tiên, tôi xin thay mặt cho chính quyền địa phương xin ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của quý thầy và đặc biệt là các quý thầy ở thành phố Hồ Chí Minh góp công sức về để tổ chức lễ Trung Thu cho thiếu nhi ở xã Mỹ Hội của chúng tôi. Kính thưa quý thầy, xã Mỹ Hội là một xã vùng sâu của huyện Cái Bè, với dân số là 8.000 người, hộ nghèo là chiếm 1.9% cho dân số. Ở xã Mỹ Hội có 3 trường với số lượng học sinh là 2.149 em. Năm nay đối với lễ Trung Thu thì chính quyền địa phương cũng rất là quyết tâm nỗ lực vận động các mạnh thường quân về để đảm bảo làm như thế nào mỗi em học sinh thiếu nhi đều có một phần quà. Và hôm nay đặc biệt là tại sân của trường chùa Phước Hội, hôm nay chúng tôi được cấp là 200 phần quà. Phần quà thì rất có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái kỷ niệm đẹp cho các em học sinh sau này nếu có thành đạt hoặc làm ở những cái cương vị nào cũng nhớ đến những cái kỷ niệm đẹp của mùa Trung Thu hôm nay. Trước khi dứt lời, không có gì hơn, thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi xin kính chúc quý thầy ở xã Mỹ Hội và các quý thầy ở thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn được dồi dào sức khỏe và xin trân trọng kính chào. Xin một tràng pháo tay đi các bạn. Chân thành cảm ơn ông Chủ tịch đã phát biểu trong lễ hội đêm Trung Thu hôm nay. Và trong cái chương trình hôm nay, giờ phút này, thầy xin được mời đại diện cho 10 em đứng ở nơi phía trước để cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni cũng như đại diện cho chính quyền các cấp sẽ trao tượng trưng 10 cái phần quà tượng trưng cho đêm lễ hội Trung Thu hôm nay. Và sau đó các em chúng ta sẽ đi rước đèn ông sao. Sau khi rước đèn ông sao xong về, các bạn chúng ta sẽ nhận những cái phần quà chính thức trong tối hôm nay. Giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng trụ trì chùa Phước Hội, Đại Đức Thích Phước Quang, Đại Đức Thích Tức Dũng, hai vị sư cô hoan hỷ tiến lên phía trước. Và kính mời chú Hồng và chú Ngọc cũng tiến lên phía trước để trao phần quà tượng trưng cho các em. Lấy đưa ra cho các em cầm luôn, mình đứng làm cái phong để chụp. Đây, lấy cái phiếu. Bạn tình nguyện viên nào đâu ra lấy 10 cái phiếu này giúp thầy. Thầy đây. Đưa ra cho nó đi thầy. Đưa ra cho các em đi. Đây. Xong rồi đứng để chụp cái tấm hình. Đủ chưa? Rồi, xin mời đứng để chụp tấm hình. Đủ chưa? Con đủ chưa? Có bé nào không có đèn không? Có bé nào không có đèn không? Có đủ 10 đứa chưa? Rồi, xong chưa con? Rồi, xong rồi.
cảm niệm công đức quý vị tôn đức. Xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận duyên cho buổi lễ hội trung thu tối hôm nay. Và giờ này các em chúng ta sẽ hướng ra nơi phía trước. Các anh chị tình nguyện viên giờ phút này chúng ta chuẩn bị hướng dẫn cho các em rước đèn ông sao. Và sau khi lễ rước đèn ông sao xong thì chúng ta sẽ phát quà cho các em. Giờ này chúng con cung thỉnh quý chư tôn đức mời chư vị khách quý lãnh đạo chính quyền các cấp trở về nơi phòng phòng nước để dùng thiền trà giải lao A Di Đà Phật. Một lần nữa mời các anh em các bạn tình nguyện viên hướng dẫn cho các em chuẩn bị lễ rước đèn ông sao. Đèn xanh lờ với đèn tinh tinh, đèn xanh lờ với
hai bên trăng trăng, châu ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tích trên cao sáng tròn xinh xinh, soi xuống chân anh sáng dịu dàng. Dầm thang tan bóng hàng trong sáng, em múa ca vui đón chị Hằng. Trăng tùng dân dân các tùng dân dân tùng dân dân các tùng dân dân em sẽ cùng đón chị Hằng. Tùng dân dân các tùng dân dân, tùng dân dân các
Thank you.
người rất đông, chúng ta phải giãn vòng tròn ra đi mới được. Giãn ra, giãn ra, giãn ra, giãn ra, giãn ra. Tất cả các bạn áo đỏ quanh nàng một vòng tròn, những em nhỏ quanh nàng ở phía sau đi ạ. Giang ra, giang ra, giang ra, rộng ra, giang ra, rộng ra, những người ở ngoài không chơi thì sẽ xích ra để tránh bị trúng ạ. Tất cả các bạn áo đỏ vòng trong, các em thiếu nhi ở vòng ngoài, không cho các em áo nhi ở vòng trong nha. Áo đỏ vòng trong, áo mấy bạn tình nguyện, mấy bạn ở ngoài, áo khác như vòng ngoài, áo đỏ vòng trong. Tại vì người rất là đông, nên bây giờ mình phải làm như vậy. Áo đỏ vòng trong, lùi ra, lùi ra, vòng trong còn lại vòng ngoài. Áo đỏ ơi, nghe một mình nói, một vòng tròn thật là tròn xác ra. Giãn giãn ra, giãn giãn ra, giãn giãn ra, giãn giãn ra, giãn giãn ra. Ôi! Các bạn ơi, các bạn à, vòng tròn đâu rồi, vòng tròn đâu rồi? Giang ra vòng, đi thật chậm thôi, đi thật chậm thôi, khoan hãy chạy từ từ, từ từ, từ từ. Vòng tròn đâu rồi? Lùi ra, lùi ra, lùi, 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 lùi. Tất cả các bạn áo đỏ đứng yên một chỗ, nắm thành tay một vòng tròn trước đi, khoan hãy đi nha, khoan hãy đi. Tất cả các em đứng yên phía sau này, nắm tay nhau luôn đi ạ. Lùi, 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 lùi. Vòng tròn ở đây đang bị đứt nè, các bạn nhỏ ơi. Nắm, nắm cho chặt nha mọi người ơi, lúc đi mình nắm tay nhau thật chặt nha, đừng buông nhau ra nha. Đi thật chậm thôi, để một hồi còn sức để chúng ta quẩy. Đi nhanh quá là không còn sức đâu. Tất cả các bạn, các em ở ngoài nè, nắm tay thật là chặt, nắm tay nhau đi, đứt quãng rồi. Nắm tay, nắm tay. Cái vòng ở đây đâu rồi? Bé, bé, bé. Mọi người đi nhớ nhờ cẩn thận dưới chân của mình nha. Từ từ, từ từ, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Ai thấy mình gần lửa quá thì tự dạt ra. Ai thấy mình gần đống lửa quá thì tự dạt ra nha. Áo đỏ có thể là chia hàng ra sau, nắm tay các bé đứng nhì ra sau luôn đi ạ. Các bạn nào áo đỏ muốn ra phía sau, nắm tay chung với các bé đứng nhì luôn đi, cho các bé nó hết hợp. Giang ra phía sau nắm tay với mấy đứa bé luôn đi. Giang ra phía sau nắm tay với mấy đứa bé luôn. Đi chậm thôi, một hồi còn sức để quậy nha. Một cột rồi. Yeah.
Truyền ơi, chị Truyền nhờ ai chụp đi vô vậy? Phúc ơi, Phúc ơi, anh Phúc. Cái đuối xong chưa rồi, các bạn áo đỏ ơi, đi ra đây vài bạn đi, nắm tay mấy nhỏ này nè. Tụi tao đâu, đâu. Nắm. Tụi tao. Rồi thì chạy nhanh lên. Mấy kia chạy nhanh lên. Banh ra. Từ từ. Nhanh quá mất bạn rồi, từ từ. Giữ năng lượng. Tiết mục hay còn sao. Giữ năng lượng. Bạn nào đeo mắt kính thì cẩn thận cái kính mình nha. Các bạn đang nghe Nhạc Sống Organic Tung. Hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho rồi, mình. Rồi. Dừng. Chương trình sẽ bắt đầu. Nắm tay một vòng tròn lại cho mình đi ạ. Và đừng có đi nữa. Nắm tay một vòng tròn đi. Tất cả các bạn áo đỏ, các bạn... Bây giờ các ba vòng. Bây giờ tất cả các bạn ngoài đây có muốn chơi không ạ? Có thì vô xíu này một vòng tròn đi. Bây giờ đứng ngoài đó không biết đường xếp đâu. Vòng vô đi chứ nắm tay đi. Nãy rồi thì nắm tay. Vòng tròn ở trong nãy giờ cứ nắm tay vô lại. Nắm tay lại đi à các bạn. Hồi nãy giờ ai nắm tay thì nắm tay lại. Nắm lại nhanh lên. Mấy bạn này có chơi không? Ai muốn chơi cứ nhào vô. Đừng mắc cỡ nha, mắc cỡ buồn ráng chịu á. Đừng có đi nữa. Đứng lại. Nắm tay thôi. Bây giờ các bạn của chúng ta, mình nắm cái tay lại, mình đứng yên một chỗ giúp thầy đi. Cho anh xin một phút im lặng. Rồi các bạn mình nắm tay, đứng yên một chỗ luôn. Hôm nay là cái đêm trung thu để tổ chức cái lễ hội trung thu cho tất cả các bạn tình nguyện viên của chúng ta và đồng thời cho tất cả những em nhỏ để có được một cái ngày trung thu dưới trăng có đầy đủ cái năng lượng và tình thương cũng như là cái niềm vui và tất cả chúng ta đều rạng rỡ với tiếng cười. Một lần nữa thầy xin tất cả các bạn tình nguyện viên chúng ta hãy vươn cao một tràng pháo tay sự hiện diện của chúng ta trong đêm hôm nay. Các bạn ơi, các bạn à, các bạn có vui không? Tối đêm nay thầy sẽ cho các bạn vẫy thoải mái luôn. Và đặc biệt nhất là chúng ta khi về chùa thì thầy mong rằng tất cả các bạn nghìn chơi nhưng mà bằng tất cả cái tâm của mình để làm gì? Mình cúng dường lên chư Phật và cúng dường lên chư Tôn Đức Tăng Ni để chúng ta có được công đức, có được phước báo. Hồi lúc chiều này, thầy xin được gửi cái lời cảm ơn đến tất cả các bạn một cách rất là sâu sắc.
trong cái đêm chương trình lễ hội Trung thu tối hôm nay, nếu không có tất cả các bạn tình nguyện viên về đây để mà hỗ trợ cho thầy thì chắc chắn cái lễ hội Trung thu ngày hôm nay sẽ không bao giờ thành công. Cho nên thầy xin một tràng pháo tay để tán thán tất cả các bạn của chúng ta. Bởi vì tất cả những hành động rất nhỏ của mình nhưng nói lên những điều rất là lớn. Tất cả các bạn chúng ta thấy một giọt nước, tuy mặc dầu nó rất là nhỏ, khi mà rớt từng giọt xuống cái lu, cái hũ, cái thạp, thì cái giọt nước đó nó sẽ đầy cái lu, cái hũ, cái thạp của mình. Bằng tất cả những việc làm rất là nhỏ của chúng ta để mình trợ duyên, mình giúp đỡ, mình thiện nguyện, chính những việc làm đó mà công đức phước báo vô lượng vô biên. Và cái ngôi chùa Phước Hội nơi đây là một cái vùng đất rất là linh thiêng, chư Phật và chư Bồ Tát long thần hộ pháp. Thầy cầu mong rằng quý ngài sẽ gia hộ cho tất cả các bạn chúng ta, tất cả những việc làm của mình sở nguyện tùng tâm các tường như ý. Và trong tối hôm nay là cái đêm lửa trại để cho tất cả các bạn chúng ta với cái niềm vui, nhưng mà khi ngọn lửa nó được bốc bùng cháy lên, tất cả chúng ta bằng cái niềm vui của mình mà chúng ta chơi bằng tất cả cái tấm lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, nhất là tay chân, nhất là các bạn nhỏ ở bên ngoài, các bạn chúng ta quay một cái vòng tròn, chạy từ từ thôi, đừng chạy quá nhanh. Các bạn nhỏ bên ngoài chạy theo không kịp, lỡ mà té hoặc là có một cái sơ suất gì đó thì nó là một cái điều không có tốt đẹp. Cho nên các bạn chúng ta chơi trên cái tinh thần chúng ta bảo bọc với nhau, được không ạ? Rồi, lửa chạy bắt đầu đi ạ. Từ từ, chưa anh Tiến, chưa. Mấy người bự dồn lên trên. Nắm tay lại. Rồi mấy đứa nhỏ vòng. Khoan, hãy chạy đi, từ từ thôi. Từ con bạn áo tím, bạn nắm tay nhau đi vô trong. Trời ơi. Nắm tay nhau. Lại đây, nói lên cái hạng 2 của này nè. Nè nói lại bạn đó, nói lại bạn nam đó. Nè, còn bạn này. Khoan buông ra đi, nắm tay nhau chặt ở đây. Bạn rồi bây giờ bạn đi vô đi. Rồi nắm tay. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. Cái đuốc thầy. Chương trình lửa trại được bắt đầu. Con xin cung thịnh đại đức Thích Đức Lộc đốt thân ngọn lửa thiên để soi sáng ánh chùa quê. Nam mô A Di Đà Phật. Tay đâu? Lên nhạc nào. Music. Đông biết bao hy vọng, lửa cháy cháy lên, rung ràn anh lửa hồng xanh lao, lửa bùng bùng tít tách tít tách, lửa hừng hừng cháy sang cháy sang, lửa cháy cháy lên, ương đông biết bao hy vọng, lửa cháy cháy lên, rung ràn anh lửa hồng xanh lao, lửa bùng bùng tít tách tít tách, lửa hừng hừng cháy sang, lửa cháy cháy lên, ương đông biết bao hy vọng, lửa cháy cháy lên, rung ràn anh lửa hồng xanh lao. Lửa có cùng đi tách đi tách, lửa hừng hực cháy sáng. Mọi người chuẩn bị tinh thần. Vui cùng. Hai ba. Cháy cháy lên, lòng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng giang. Lửa có cùng đi tách đi tách, lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng. Lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều cùng. Chạy sang, lửa vui cùng ta. Hey. Lửa cháy cháy lên, ương đông biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên, rộn ràng anh lửa hồng reo. Lửa hồng bùng tí tách tí tách, lửa hồng bùng cháy sang. Lửa vui cùng ta. Lửa cháy cháy lên, vỗ tay cho đều cùng hát lên, vang lừng tiếng ca tươi xuân. Lửa hồng bùng tí tách tí tách, lửa hồng
chơi săn đưa vui cùng ta. Cháy cháy lên ôm hai bóng tay coi vòng lửa cháy cháy lên lửa bắt đầu lửa bắn đi tanh đi tanh lửa ngập cháy sang cháy sang lửa vui cùng ta lửa cháy cháy lên vô tay cho đều cùng hát hát lên vang lừng tình ca từ xưa lửa bắn đi tanh đi tanh lửa ngập cháy sang cháy sang lửa vui cùng ta để đôi sân hay lớn mãi để nói sơn hà mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như báo cáo quê cuồng trời rồng tình say son đắm nơi trò một phòng Việt Nam 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 thành người trong ngày mai thành phố nơi thuận xa vơi vời người trên đôi linh nhìn vào đời và nụ cười nơi trên môi hay 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 One, two, three, yo!
lại dòng sầu rượu lâu, nắm tay lại, nắm tay lại, tạo nên sự đoàn kết nha. Tay đâu, tay đâu, nắm lại, nắm lại, tay lại đi à. Yeah.
alo, thông báo khẩn nha, có một bạn vừa bị mất một cái ví do quá trình nhảy sung quá. Thì bạn nào hả? Ở trong đó có cái điện thoại, bạn nào nhận được lên đây cho mình xin lỗi nha. Đây đây quay nè. Rồi quẩy tiếp nào. One, two.